Địa thần hộ pháp Bạch Hưng 11. Lúc đó vị Kiên Lao địa thần bạch Thiện Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng lãnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ phần không lớn, không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Này ngài Địa Tạng Bồ Tát, đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà, ngài như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quán Âm, ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường nhân. Chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát khởi nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trải đến kiếp số như số cá trong trăm nghìn ức trong hồng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình, ở dùng đất đá che gỗ mà dựng cất cái khám cái thất, trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm lễ ngợi khen hồi độ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những điều là 10 điều: một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tội ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là giúp cảnh ác mộng, chín là khi ra và lúc vào có thần theo hộ vệ, 10 là thường gặp Phật Thánh Nhân. Và Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau hiện tại này nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng như thế, hồi được sự lợi ích như vậy, vị Kiên Lao địa thần lại vãnh với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người hiện nam kẻ hiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Hồi con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ hãy đều tiêu sạch. Phật bảo Kiên Lao đại địa thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai dạ bằng, vì có sao vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến cỏ cây cát đá lúa mè che nâu gọ thóc của báu, tất cả những ơn nhân đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông. Cả này ông lại tuyên bày những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hồi công đức và hằng hồng của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Ngài Địa Thần, trong đời sau như có kẻ hiện nam người hiện nữ nào cũng như Địa Tạng Bồ Tát đọc kinh điển này chỉ có thể tuân hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để phải cho phải chịu, chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quý thuộc của Phạm Vương đến hết quý thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Điều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Bổn Nguyện này, tự nhiên được phước báo xa rìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên Nguyễn Thị Ngọc Hà, pháp danh Diệu Hà, nay con viết trong kinh Địa Tạng để nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng khi chia tay cảnh ngộ và chân thật màu hồng một dạng nguyên lý tiếp. Đại Thánh Địa Tạng xin được phát nguyện 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 từ hôm nay tận đời tận kiếp đến tận cung đời vị lai. Những thông báo này con hoàn thành các nguyện nguyện tiếp được nguyện y tương tự như của chúng tôi người là ít hơn. Hắn đệ tại sao những người mà đủ người lại thường nguyên hơn số người, chính như trong sự nguyên y còn nguyện người của tôi. Nếu con là người tiếp tiếp được không ai đều quên ước thiện ơi, con là thường sau khi bằng thế lực kế thường là ngữ ơi. Đại hắn ngữ hừ, sự bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy mọi người đều được yêu là mọi người yêu lý trí tự mở lên mọi nghiệp chứa hãy đều tiêu trừ. Mong được bổ tâm hư tận, rút giáo rồi đều sáng ngôi, cháu thoát ly sinh khởi hồi đạo, hồi đạo. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Om ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni So Ha.